Hello, chào mọi người. Bây giờ chúng tôi đang đứng tại Resort World Ballroom của Sentosa. Đây là những cái người lighting director của bên Mỹ qua, họ đã bay vào hôm qua. Cái ông mà bận áo đỏ đó. Hi camera. Biết bao lâu nay ông làm cho Paris Bay. Ở một trong những cái người giỏi lắm, nhận được bao nhiêu giải Emmy rồi thế này thế kia. Rồi còn đây là my daughter Selena Huỳnh, the next CEO Thúy Nga Paris Bay. Thôi bây giờ mọi người theo để coi là kiểm soát mấy cái đồ bên Mỹ gửi qua nha. Thì công ty TRG này là một cái công ty rất là lớn của Mỹ, như là one of the major company. Nó có đại lý khắp nơi trên Mỹ, và nó có bên Úc, và nó có bên Singapore, nó có bên châu Á. Nhưng mà những cái mà mình cần á, Paris by Night cần á, thì lại không có ở đây, thành ra phải mướn từ Mỹ về. Ông đem từ Mỹ về, quý vị có thấy không? Original Airport Original Los Angeles qua Singapore ha. Bao nhiêu pound? 3.814 pound. Tổng cộng ship cái lighting này không là gần 10.000 pound, không biết bao nhiêu kilo. Đây là một cái the latest technology của Mỹ, của công ty PRG đó, là những cái người mà chiếu đèn á, thì chiếu xuống ca sĩ. Thường thường mình có cái người đứng sau thì điều khiển vậy đó, còn cái này thì không cần, ta điều khiển từ ở dưới đất, giống như là remote control đó. Thì phải có 4 cái vậy mới đó, ổng tính tới 7 cái. 7 cái nhiều tiền quá, nó có cách nào mình mix không thì ok, thì ổng lấy 4 cái. Bận đi từ Los Angeles qua Singapore 35.000 đô la. Rồi xong rồi trở về nữa, xong show phải ship trở về là 35.000 đô la nữa, tiền shipment thôi. Còn cái tiền mà lighting thì dĩ nhiên cái này, cái bill này cũng khoảng gần 50.000. Cái ông lighting director của Thúy Nga từ cuốn Paris by Night 52 nộp. Từ cuốn Paris by Night 57 chứ. Thời trang và âm nhạc, ông ngồi đó đó. Ông là người Anh, ông tên là Simon Mai, một người trong những người lighting director rất là nổi tiếng của Mỹ, Hollywood. Và ông là cái người, ông đã làm việc với Thúy Nga biết bao lâu rồi, thì ông đang ngồi đây. Đó. My favorite lighting director, lighting designer. Ông là cái người mà chị phải xài rất là nhiều. I'm talking about all the shipments from the US that you may have paid, but for the quality of the show. That's correct. Mr. Simon. Hello. You have to do it to do the right thing. Yes. And my favorite producer. thank you. Hi, Leticia. Hi. Yeah. So she's the set designer, production designer, lần đầu tiên làm việc with Paris by Night. Yeah. Hi. Flew all the way from Hollywood here. So as I say, giống như chị nói là tự nhiên ở Singapore có mấy ông người Mỹ, random American, đến đây để làm việc tại Singapore, làm việc cho một cái show Việt Nam. Đó, thì this is the international crew. Rồi xin hẹn mọi người một dịp khác nha. Ok, thank you.